Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban lãnh đạo công ty Hoa Hồi Xứ Giảng, kính thưa các quý vị đại biểu và khách quý đang có mặt tại trạm Hoa Hồi hôm nay, lần đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt những người làm chương trình gửi tới quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, đến với Xứ Giảng không thể không nói đến công ty Hoa Hồi và trạm nghỉ chân nơi đây. Đã từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc với nhiều du khách muôn phương. Đến nơi đây, quý khách còn được thưởng thức ẩm thực, mua sắm các đặc sản vùng miền và được giao lưu văn hóa văn nghệ, được thưởng thức những làn điệu dân ca, làn điệu then mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Xứ Lạng độc đáo. Trong không khí vẫn tràn ngập sắc xuân Xứ Lạng hôm nay, câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống Xứ Lạng chúng tôi đã hân hạnh được mang tới đây một số giai điệu dân ca, một số làn điệu then đặc sắc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mở đầu là bài hát then Lập Xuân đặt lời Nông Tuyết Toại, biểu diễn tốc then câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống Xứ Lạng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
cảm ơn quý khách đã ủng hộ